Các cô ai nấy đều nói phải bảo vệ tôi. Tại sao vậy? Anh không biết sao? Sao mà tôi biết được chứ? Anh không biết thì sao mà tôi biết được? Tôi chỉ biết cấp trên đã hạ lệnh, nhất định phải đưa anh sống sót rồi khỏi đây. Cấp trên? Ai là lão đại? Bước ra đây mau. Xin hãy cho chúng tôi biết thân phận của các anh. Có quan trọng không? Nếu các anh muốn sống sót rồi khỏi đây. Được. Vậy chúng ta cứ đánh tiếp đi. Nhưng mà tôi đảm bảo ông ta sẽ là người chết đầu tiên. Cho một chiếc xe đưa chúng tôi ra khỏi thành, không được bám theo. Ra khỏi thành rồi tự khắc chúng tôi sẽ thả ông ta ra. Dựa vào đâu mà tôi tin các cậu? Ông còn sự lựa chọn nào khác sao? Thân thủ của các cô tốt thật đấy. Ở bộ đội nào thế? Cẩn thận. Trong vòng 10 phút, nếu sau 10 phút chúng tôi không thấy xe, mỗi 1 phút tôi sẽ giết một người. Có làm được không vậy? Bỏ hết trong chừng một người cũng không trông xong. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy? Anh đi mà hỏi anh ta. Đội trưởng, là do tôi sơ suất. Đây là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ sao? Sao mà tôi biết được có một tên mang súng trong người? Anh, có còn chịu được không? Được. Có thể cho tôi biết tại sao các anh lại cứu tôi không? Đồng ý cho bọn họ đi. Akashi tiên sinh là thành viên của đoàn thị sát nội các của chúng ta. Nếu ông ấy xảy ra chuyện ở Tế Nam, chúng ta không thể ăn nói với cấp trên được đâu. Cho xe tới đi. Nhưng bà yên tâm đi, tôi sẽ không để họ thoát khỏi Tế Nam được. Thế nào rồi? Tên đội mũ phớt phía sau mới là Omoto thực sự. Lên xe đi. Tôi không thể đi được. Để dụ Otomo thực sự xuất hiện, chúng tôi đã hy sinh rất nhiều anh em rồi. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ của mình, không thể chỉ vì một mình anh mà hy sinh tất cả chúng tôi ở đây được. Nếu các anh không thả Akashi tiên sinh ra thì đừng hòng ra khỏi thành. Tôi không hứng thú gì với ông ta đâu. Ra khỏi thành tự khắc sẽ thả ông ta. Nhưng bảo phải nhớ, chúng tôi còn những con tin khác đấy. Tuyệt đối đừng có bà giở trò. Đi mau, lên xe đi. Các anh đi đi, cứ mặc kệ tôi. Anh có biết người này quan trọng tới mức nào không? Anh có biết công tác tình báo của ông ta khiến quốc quân chúng tôi tổn thất bao nhiêu không? Anh có biết chỉ cần giết một mình ông ta có thể cứu tính mạng của bao nhiêu đồng bào không? Tôi biết rồi. Cứ lên xe trước đi. Đi bộ.
Lái xe đi. Otomo đại tá. Đại tá, tấn công, đuổi theo. Akashi tiên sinh ra ngay, để chúng tôi khỏi thành cái đã. Thả tôi ra đi. Lão đại, đứng lên. Đừng mà. Đừng nói nhiều, đi đi. Akashi tiên sinh, ông không sao chứ? Cái này nhanh lên. Khốn kiếp, cái gì vậy? Làm gì vậy? Khốn kiếp, mau gỡ ra đi. Suy sơn giáp, quả bom đó của anh liệu có thể xịt không vậy? Cứ bình tĩnh đi. Thế nào? Đứng yên, cố chịu một chút nhé. Nhanh lên. Đã xong. Cảm ơn các anh đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ là lúc để anh giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhất định phải cố gắng sống sót. Mau đi thôi. Anh làm gì vậy? Lão đại có bảo anh cho nổ bơm đâu. Đại ca là giả thôi. Lão đại, mau dìu anh ta nằm xuống. Mọi người là cảnh giới đi. Cảnh giới. Người anh em, anh sao rồi? Tôi sắp không xong rồi. Các anh mau đi đi. Giờ các anh có thể nói cho tôi biết được chưa? Rốt cuộc các anh là ai? Chúng tôi là đội đặc chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu số 3. Tôi là đội trưởng Trần Vũ. Đội đặc chiến à? Chẳng trách lại đánh giỏi tới như vậy. Đừng nói mấy lời dư thừa. Anh nhất định phải sống sót theo chúng tôi trở về, có nghe chưa? Anh cứ liên tục nói sẽ đưa tôi về. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao được không? Phía Trùng Khánh đang có một kế hoạch, và anh là người quan trọng để chấp hành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ của tôi chính là đưa anh sống sót trở về. Nhiệm vụ của Trùng Khánh. Đúng vậy, là kế hoạch mà Bộ Lục Quân và quân Mỹ đã đặt ra. Đừng nhiều lời, tôi sẽ đưa anh đi, đi thôi. Tôi đã bị thương nặng tới như vậy, chắc anh cũng biết tôi không kiên trì được bao lâu. Các anh mau đi đi. Cố gắng lên. Cố gắng lên. 10 vạn thanh niên, 10 vạn binh lính. Tôi bỏ bút tòng quân chính là hy vọng có thể hoàn thành một nhiệm vụ thật lớn. Bây giờ cơ hội tới rồi, còn tôi lại không sống được nữa. Anh sao rồi?
nó nhanh có thời gian, thì giúp tôi tới núi Tiểu Thanh ở trấn Vọng Hải, Chiết Bắc. Giúp tôi tìm một người tên là Lưu Niệm Bắc, giao cái dẫn này cho ông ấy. Cứ nói với ông ấy là tôi không có mạng để lấy con gái của ông ấy nữa rồi. Con gái của ông ấy tên là Lưu Thanh Thanh. Bảo cô ấy tìm một người khác để lấy đi. Từ nhỏ người nhà đã định hôn ước cho chúng tôi, nhưng cả đời này tôi lại chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết cô ấy có xinh đẹp hay không. Giờ tôi sắp không xong rồi. Người anh em, anh làm được mà. Người anh em, anh còn chưa lấy vợ, anh nhất định sẽ làm được. Tâm nguyện cuối cùng của tôi chính là cô ấy. Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần à, Hồ Khắc Minh, tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh. Tôi nhất định chuyển lời giúp anh. Nói với cô ấy là tôi không hề hối hận khi hy sinh vì nước. Đi đi.